Sáng nay, các thí sinh tại 35 hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên toàn tỉnh bước vào môn thi cuối cùng là môn toán với hình thức tự luận. Thí sinh có thể đem vào phòng thi compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Thí sinh bắt đầu làm bài từ 7 giờ 30 phút sáng và kết thúc môn thi cuối cùng vào 9 giờ 30 phút. Để hỗ trợ các thí sinh, các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi vẫn trực tiếp có mặt tại các hội đồng thi để phát nước, giữ đồ cho học sinh và tham gia cùng các lực lượng khác để đảm bảo công tác an toàn, an ninh.